Sáng nay, Thành đoàn Thủ Dầu Một tổ chức lễ ra quân thực hiện công trình Vườn cây thanh niên năm 2024. Dự lễ ra quân có ông Nguyễn Văn Đông, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một. Tại lễ ra quân, Thành đoàn đã phát động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên, học sinh thành phố hãy giữ gìn chăm sóc cây đã có, tổ chức trồng thêm cây xanh trong khuôn viên cơ quan, đơn vị, xung quanh nhà ở, các tuyến đường để tăng độ che phủ cho thành phố thêm xanh, sạch, đẹp, cải tạo môi trường sinh thái và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu, với khẩu hiệu mỗi thanh thiếu nhi một cây xanh, mỗi nhà góp một mảng xanh. Theo đó, vườn cây thanh niên được thực hiện tại khu đất công, đường DX095, khu phố 7, phường Hiệp An. Vườn cây thanh niên với quy mô gần 2.000 m². Ngay sau buổi lễ, đại biểu cùng các bạn đoàn viên thanh niên đã trồng với 100 cây kèn hồng. Việc thực hiện công trình vườn cây thanh niên nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên thanh niên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của việc trồng cây xanh, tổ chức phát động mỗi người dân trồng ít nhất một cây xanh, mỗi nhà góp một mảng xanh, góp phần tạo nên cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2024, phong trào tuổi trẻ sáng tạo, chống rác thải nhựa và chương trình Vì một Việt Nam xanh, tối qua Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Dương tổ chức chuỗi hoạt động Ngày Môi trường Thế giới năm tháng 6 với chủ đề Tuổi trẻ Bình Dương tình nguyện vì môi trường xanh. Những hoạt động này nhằm tuyên truyền và nâng cao nhận thức về môi trường trong cộng đồng thanh thiếu niên và người dân trên địa bàn tỉnh. Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phối hợp với Trung tâm Mua sắm Ion Mall Bình Dương Canary tổ chức cuộc thi rap hành động vì môi trường xanh và cuộc thi sáng kiến phòng chống rác thải nhựa với mong muốn tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động bảo vệ môi trường trong đoàn viên thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Góp phần nâng cao nhận thức về việc sử dụng những vật dụng tái chế, lan tỏa thông điệp về việc suy nghĩ, hành động, việc làm để bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu. Cuộc thi đã thu hút hơn 13 nhóm thí sinh đến từ các trường đại học cao đẳng và các huyện thành phố tham dự. Các thí sinh đã trình bày nhiều sáng kiến thiết thực như trồng hành trong chai nhựa, máy kéo sợi, nhựa in 3D và giải pháp tiết kiệm chi phí xử lý bùn thải. Giải nhất cuộc thi sáng kiến phòng chống rác thải nhựa đã thuộc về câu lạc bộ sáng tạo trẻ phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An với sáng kiến máy kéo sợi nhựa in 3D cộng máy in 3D. Giải nhất cuộc thi ráp hành động vì môi trường được trao cho bạn Nguyễn Gia Lai với tiết mục xuất sắc phóng sự môi trường. Ngoài ra, các đoàn viên thanh niên đã tích cực tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, các hoạt động gắn với chuyển đổi số, hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa và thực hiện các mô hình như vườn cây thanh niên, đường hoa thanh niên, mô hình tuyến đường xanh sạch đẹp. Tháng hè tình nguyện thì cũng sẽ phối hợp với các đội hình hành quân xanh, các đội hình kỳ nghỉ hồng và đặc biệt là mô hình ba liên kết để mà phối hợp với các địa bàn dân cư, các đơn vị lực lượng để mà cùng nhau xuống các tuyến kênh, tuyến mương cũng như là đi về những cái vùng sâu vùng xa để mà cùng nhau tuyên truyền về bảo vệ môi trường. Chương trình đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của đoàn viên thanh thiếu nhi về công tác bảo vệ môi trường, đồng thời thúc đẩy những hành động tích cực và hiệu quả nhằm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.